Foxconn, đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất lên kế hoạch xây nhà máy tại Nghệ An Foxconn, đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple, đang thuê một khu đất 48 ha ở Nghệ An để mở rộng sản xuất. Foxconn là một đơn vị đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, có nhà máy ở Trung Quốc và các khu vực sản xuất khác, với nhiều nhà máy đang lắp ráp sản phẩm của Apple như iPhone, MacBook. Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán London mà AFP có được, Foxconn đã mua một lô đất rộng ở Deva Nahali, nằm gần sân bay của trung tâm công nghệ Bengaluru của Ấn Độ. Foxconn đã trả 37 triệu đô la cho địa điểm này. Trong khi đó, tại Việt Nam, một đơn vị khác của công ty cũng đang tiến hành mua quyền sử dụng đất một khu đất 480.000m2 ở tỉnh Nghệ An. Theo việc mở rộng diễn ra nhanh chóng của Foxconn ở cả hai quốc gia đều theo đúng kế hoạch đặt ra trước đó. Trước đó, hồi tháng 2, trong tham vọng chuyển bớt hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc, Foxconn đã ký hợp đồng thuê một lô đất rộng khoảng 450.000m2 với công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn, Bắc Giang. Khu đất này nằm trong khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, có giá thuê khoảng 62,5 triệu đô la và hợp đồng thuê sẽ kéo dài đến tháng 2 năm 2057. Tháng 3 vừa qua, có thông tin cho rằng Foxconn muốn đầu tư khoảng 700 triệu đô la vào một nhà máy mới để tăng sản lượng linh kiện iPhone. Tại Việt Nam, vào tháng 2, họ đã ký hợp đồng thuê với công ty khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang để thuê 445.000 m2 cho đến năm 2057 với giá 62,5 triệu đô la. Thông tin mở rộng xuất hiện ngay sau khi chủ tịch John Liu của Foxconn đảm bảo với nhân viên tại một nhà máy ở Thành Đô, Trung Quốc rằng đây là cơ sở sản xuất quan trọng, sẽ tồn tại trong một thời gian khá dài bất chấp việc gã khổng lồ Apple muốn đa dạng hóa sản xuất bằng cách chuyển một số bộ phận ra khỏi Trung Quốc và các nước khác như Ấn Độ và Việt Nam. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn New Queen Interconic Technology của Bắc Giang là doanh nghiệp chuyên sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử, là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng quy mô nhà xưởng, doanh nghiệp đang cần tuyển dụng số lượng lớn các nhân sự quan trọng. Theo thông tin trên trang web của trường đại học này, Foxconn muốn tuyển dụng 200 kỹ sư bao gồm kỹ sư tự động hóa, kỹ sư phát triển sản phẩm, kỹ sư quản lý thiết bị, kỹ sư quản lý chất lượng, kỹ sư quy hoạch cải thiện, kỹ sư quản lý sản xuất. Những kỹ sư này sẽ có thu nhập bình quân từ 12 đến 20 triệu đồng một tháng, được đào tạo ngoại ngữ miễn phí, được tham gia bảo hiểm ngày tháng thử việc và các chế độ đảng ngộ khác. Bên cạnh đó, Foxconn cũng muốn tuyển dụng 80 nhân sự chuyên ngành điện, cơ khí, cơ điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa, vân vân. Nhà máy này hiện có hơn 100.000 nhân viên. Theo Liu, Foxconn cam kết sử dụng nhà máy để sản xuất và hoàn toàn không có kế hoạch rời khỏi thành phố. Cũng theo Apple Insider, những sự kiện như đại dịch COVID-19 hay cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã khiến cho Apple phải xem xét lại hoạt động sản xuất tập trung ở Trung Quốc bằng cách mở rộng sản xuất sang một số quốc gia khác apple có thể bảo vệ mình khỏi rủi ro tốt hơn động thái trên đang gây lo ngại ở một số bên đặc biệt là từ những người làm việc trong các nhà máy liên quan đến apple ở trung quốc